Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với ban biên tập chương trình, xin kính chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự thành công trong tháng 5 âm lịch này. Quý vị thân mến, qua việc xem tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ giúp cho quý vị nắm được vận hạn trong tháng 5 âm lịch của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý vị sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn và tài lộc hanh thông trong tháng 5 này. Qua chương trình tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho con đường tài lộc và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho những người sinh năm 1960 Canh Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người sinh vào năm Canh Tý sinh năm 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách, thiên định. Người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và chí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có, nhưng về sau giàu sang. Cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định. Bởi vậy, nên luôn chọn cách tốt nhất. Khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt. Và khi đã ưu ái cho ai, thì người này được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Họ có tiền có của, nhưng lại không bao giờ sử dụng bừa bãi. Tuổi Canh Tý đón tháng Bính Ngọ khá êm đềm và suôn sẻ, gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em bạn bè, nặng thì còn có thể làm sứt mẻ tình cảm, bù lại gia đạo an vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời. Xét về thiên can, canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã, không mong muốn với bạn đời, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ Canh Tý sinh năm 1960, tháng này, đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Lại thêm có sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác cùng với anh em, bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân sẽ chịu thua thiệt, vất vả mà không được hưởng lợi nhiều. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định. Cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ xung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt đến được bất kỳ một lợi ích nào. Ngoài ra trong tháng này cẩn thận trong khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Canh Tý phải đối mặt. Dù là anh em bạn bè cũng phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất mà tình cảm cũng tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân,
Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào quá lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc những bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy đúng thuốc, bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn một khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kể bên. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể ở tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi hơn thua, bao nhiêu sẽ càng tốt trong mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung, gia đạo yên vui, con cháu quy quần, giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vẻ với con cháu. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1960. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Phong Thủy Gia Cát xin kính chào và hẹn gặp lại.